Sấm giảng Người Đời Của Sư dạy Bán Khoai Phần thứ bảy Ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn. Mấy lời Phật biểu, đôi trương ghi vào. Thương thay trần hạ xiết bao. Cứ đem chuyện giữ, chất cao như thành. Lưỡng thần biên chép đành rành. Tội dư trăm tội, ai xin đặng nào. Nhiều người thật rất hùng hào. Chẳng kể đầu bạc tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít giàu, cho nên mắc phải lao đao nhiều bề. Thấy ai tu niệm cười chê, thầy hay giải giỏi khỏi bề gian nan. Ngạc đời nói việc dị đoan, rủ nhau dụm miệng ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sau không suy xét vui chi bớ người. Tôi nói chứng có đất trời. Ngạo cười đọa cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng thang chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ, ông bà, ở cõi trần hạ hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bạc đầu, đời nay ba chục, tóc râu bạc nhiều. Có ăn, lại ở, hẳn kêu, nói mình bá hộ, khi chi kẻ nghèo Sang giàu như bọt như bèo Nghèo mà tu niệm như kèo lọng xưa Dầu cho sớm nắng tối mưa Cũng là khó thấm nước vô tới kèo Lung lăng khác thể như bèo nay voi mai dịnh treo leo bến bờ Tu hành nào có bơ dơ Cũng như tầm nhọng có tơ bao ngoài ở trong như thể lâu đài, khỏi lo khỏi sợ, chi loại trong gai, ác nhân mắc họa, mắc tai, nói cho hung ác, luận bàn cười che. Người lành khác thể quế mai, lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai già bông lá tốt tươi, mai non khô héo, tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trông tu hành nào có mang gông bao giờ ý tài như đám hung nô bị tay nhân quý tóm thâu cơ đồ quyền cao bằng lý đạo tâm lầm tay trình tuế mạng vong tại chùa châu xương tài sức không vừa mắt mưu quan thánh phải theo phục tùng sư đồ tài phép không cùng bị tay thúc bảo gửi mà thi nhi thành đô tài gã ai bì mắt tay nguồn bá thác thì ra ma dương phàm nào khác na tra còn lầm lê thị quá mà tiếc cương trung thần là triệu khắc thường gian thần vừa diệt thiên dương miễu thờ tứ quyền trịnh thị nam dương bị nàng hàng thị một giờ thác oan. Long Dương ở cõi Hải Giang, khi người thầy bói nên chàng dông thân, quyền trang tam tàng tu cần, tám mươi mốt nạn mà không lụy mình. Trịnh Hâm là đứa bạc tình, thời sau mắc phải thiên đình xử phân. Vân Tiên mắc nạn mấy lần, ngày sau người đặng, ấn rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xá kể, trong gai nhiều bề. Sao nàng chánh hậu, hoàng thê, trung trinh tiết hạnh, ai chê bao giờ. Lăng tâm như mụ, di cơ, thác rồi tiếng để, nhớp nhơ đời đời. Dầu ai có giỏi, dối đời, trần gian không rõ, Phật trời cũng hay. Trụ dương, tử sắc mê sai. Nhà thương mất nước, quân thần tan hoang. Gái như nàng võ thị lan, chê tiên bóng quán, sao nàng lại đôi. Lan châu vốn thiệt là cùi, hết cơn đầy đọa sao ngồi báo ngôi. Dinh sang họ tạ chẳng rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Tu hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tông của mình tham gian hung ác bất minh, hết tai tới họa, hết tin tới tà. Kể sau cho hết vậy mà, kinh này nói tích ai dùng thời coi. Mặt tình già trẻ xét soi, chớ tôi đâu có đồ nòi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai ngoa đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà, truyền rao trần thế trẻ già luận xem tu hành như thể cái đèn lung lăng khác thể buộc chen kẹt rào thiện ác phật đã truyền rao mặc tình thiên hạ ai nào biết đâu ở đời đặng cá quên câu được chim bẻ ná được cầu quên cây thân tôi như thể bị đầy bốn phương thiên hạ Đông Tây tới hoài. Phật cho giải muộn một bài. Cuộc đời tôi có ép nài chi ai? Tôi thề có Phật như lai. Mặc tình thiên hạ, dành ai thì dành. Chớ tôi không giật, không dành. Sao lại nhiều kẻ tranh giành với tôi? Ai ai cũng ở trong trời. Phần ai nấy hưởng, ngạo đời làm chi? Khoe mình tài trí tiên tri sao mà theo ngạo, cười chi sĩ hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo, mà buồn lắm thai. Nam mô Phật tổ Phật thầy, chứng minh trần thế, thuở này bình an. Nam mô Phật tổ Phật thầy, chứng minh trần thế, thuở này bình an. Nam mô Phật tổ Phật thầy, chứng minh trần thế,